Mến chào tất cả khán giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúng ta hãy dành ra ít phút mỗi ngày để đón xem những video của chúng tôi. Với những đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những video thật sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Dự án siêu đập thủy điện Gia Lung Sang Po lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp có thể mang lại nguồn lợi khổng lồ cho Trung Quốc. Tuy nhiên, con đập khổng lồ cũng có thể dẫn đến nhiều rủi ro cho nước láng giềng khiến Ấn Độ và Bangladesh lo ngại. Trung Quốc hiện đang đứng số một thế giới về thủy điện với số lượng đập thủy điện nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Dẫu vậy, tham vọng về thủy điện của quốc gia tỷ dân này vẫn chưa dừng lại khi Trung Quốc đang bắt tay vào xây dựng siêu đập thủy điện đầu tiên tại sông Gia Lung Sang Po, một trong những con sông lớn và cao nhất trên thế giới. Siêu dự án thủy điện này có công suất dự kiến 60 GW, tạo ra lượng điện gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp, hiện là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Công trình này được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Sông Gia Lung Sang Po bắt nguồn từ dòng sông băng ở vùng hồ Manasarova thuộc cao nguyên Tây Tạng. Gia Lung Sang Po chảy từ độ cao trên 5 km, dọc theo khe nứt khổng lồ tạo ra bởi các mảng kiến tạo Á, Âu, cắt qua cao nguyên Tây Tạng trước khi gặp điểm giao nhau của dãy Himalaya, Nien Chen Tang Ha và dãy núi Heng Loan. Trên đường đi của mình, sông Gia Lung Sang Po tạo ra một hẻm núi có độ sâu gấp đôi hẻm Grand Canyon ở Mỹ. Vào cuối những năm 1990, hẻm núi do sông Gia Lung Sang Po tạo ra được công nhận là hẻm núi sâu nhất thế giới. Theo các nhà khoa học, sông Gia Lung Sang Po sở hữu tiềm năng cực lớn do nằm ở khu vực địa chính trị, là thỏi nam châm hút các nhà xây dựng đập thủy điện ở Trung Quốc. Chưa kể, khu vực xung quanh sông Gia Lung Sang Po có mật độ dân cư tương đối thưa thớt, khoảng 14.000 người nên chi phí đền bù và nhân lực sẽ thấp hơn so với việc xây dựng nhà máy thủy điện ở những nơi đông dân. Trước đó, việc xây dựng đập Tam Hiệp đã buộc Trung Quốc phải di rời khoảng 1,4 triệu người. Tuy nhiên, bên cạnh những nguồn lợi mà siêu đập thủy điện Gia Lung Sang Po mang lại, nó cũng được xem là một trong những dự án rủi ro nhất thế giới vì được xây dựng trong khu vực hoạt động địa chấn. Điều này có thể khiến siêu đập thủy điện này trở thành quả bom nước tiềm ẩn đối với cộng đồng dân cư ở hạ lưu Ấn Độ và Bangladesh, tờ Nikkei Asia nhận định. Phía đông nam của cao nguyên Tây Tạng là nơi dễ xảy ra động đất do nó nằm trên đường đứt gãy địa chất, nơi các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á, Âu va vào nhau. Vào năm 2008, trận động đất ở Tứ Xuyên, dọc theo vành đai phía đông của cao nguyên Tây Tạng đã giết chết 87.000 người. Trận động đất này cũng dấy lên những lo ngại về hiện tượng địa chấn do hồ chứa nước GTS gây ra. Một số nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã tìm ra được mối liên hệ giữa trận động đất và đập Siping Pu của Tứ Xuyên. Họ cho rằng trọng lượng của hàng trăm triệu mét khối nước ở trong hồ chứa của đập có thể đã gây ra GST nghiêm trọng. Ngay cả khi không có động đất, siêu đập thủy điện hiện tượng địa chấn do hồ chứa GTS có thể là mối đe dọa về nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu. Chỉ 2 năm trước, khoảng 400 triệu người Trung Quốc đã đối mặt với nguy hiểm sau khi trận lũ lụt lịch sử khiến mực nước dâng cao, đẩy đập Tam Hiệp vào nguy cơ vỡ đập. Tiến sĩ Vương Duy Lạc, chuyên gia nghiên cứu về đập Tam Hiệp nổi tiếng cho hay sức tàn phá của lũ lụt do vỡ đập mạnh gấp hàng chục lần lũ lụt tự nhiên, nó giống như một cơn sóng thần, có thể cuốn phăng nhà cửa ở những nơi nó đi qua và nhấn chìm chúng trong biển nước. Nếu đập vỡ, tất cả khu vực hạ nguồn sẽ bị nước lũ nuốt chửng hoàn toàn, ông nói. Đi cùng với nguy cơ tiềm ẩn sẽ là gánh nặng với môi trường. Dự án siêu đập thủy điện hiện tượng địa chấn do hồ chứa GTS có thể tàn phá môi trường khủng khiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến Bangladesh ở cuối dòng sông. Những tác động tiêu cực đến môi trường cũng có thể sẽ ảnh hưởng khắp Tây Tạng, một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới. Sajana Humoza, thành viên cấp cao tại Quỹ Nghiên cứu Người Quan sát với chuyên môn về quản lý nước xuyên biên giới và quản lý rủi ro lũ lụt cho biết siêu đập này có thể ảnh hưởng đến sinh thái của các vùng hạ lưu ở Ấn Độ. Nhìn chung, các con sông có mô hình dòng chảy theo mùa. Thế nhưng khi bạn tạo ra một con đập lớn như vậy, dòng nước sẽ thay đổi theo ngày. Lưu lượng nước sẽ tăng lên khi các tua bin hoạt động và dừng lại khi tua bin tắt khiến hệ sinh thái bị ảnh hưởng theo, ông nhận định. Nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ và Bangladesh còn phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước và thiếu lương thực gây ra bởi dự án siêu đập thủy điện Gia Lung Sang Po. Theo nhiều nghiên cứu, việc kiểm soát và chuyển hướng dòng nước thông qua siêu đập có thể mang đến cho Trung Quốc khả năng cắt đứt nguồn cung cấp lương thực cho nước láng giềng. Nhiều người lo ngại tác động của một dự án như vậy có thể là mối nguy hiểm với an ninh nước và lương thực của Ấn Độ và Bangladesh, Reuters chỉ ra. Lo ngại khi Trung Quốc xây siêu đập gấp 3 đập Tam Hiệp, siêu dự án thủy điện của Trung Quốc với công suất dự kiến 60 GW sẽ tạo ra lượng điện gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp, hiện là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Tờ Nikkei cho hay, Trung Quốc là bá chủ thủy điện của thế giới, với số lượng đập lớn đang hoạt động nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Giờ đây, Trung Quốc đang xây dựng siêu đập đầu tiên trên thế giới, gần biên giới với Ấn Độ. Siêu dự án thủy điện của Trung Quốc với công suất dự kiến 60 GW
sẽ tạo ra lượng điện gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp. Trung Quốc đã đưa ra một vài thông tin cập nhật về tình trạng của dự án kể từ khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc phê duyệt vào tháng 3 năm 2021. Siêu đập nằm ở một trong những địa hình nguy hiểm nhất thế giới, ở khu vực từ lâu được cho là không thể vượt qua. Tại đây, sông Grammat Pilcha, được người Tây tạm gọi là sông Yalungsangpo, ở độ cao gần 3.000 mét so với mực nước biển khi rẽ ngoặt về phía nam từ dãy Himalaya vào Ấn Độ. Đây là con sông lớn có độ cao cao nhất thế giới, chảy qua hẻm núi dài nhất và dốc nhất thế giới, sâu gấp đôi hẻm núi Grand Canyon của Mỹ. Hẻm núi Grammat Pilcha nằm giữ trữ lượng nước chưa được khai thác lớn nhất châu Á, trong khi dòng chảy mạnh của dòng sông trở thành nơi tập trung tiềm năng thủy điện lớn bậc nhất trên trái đất. Sự kết hợp này như một thỏi nam châm cực mạnh đối với các nhà xây dựng đập Trung Quốc. Tuy nhiên, siêu đập cũng được cho là dự án rủi ro nhất thế giới vì nó được xây dựng trong khu vực có nhiều hoạt động địa chấn. Điều này khiến siêu đập có khả năng trở thành quả bom nước đối với các cộng đồng ở hạ lưu ở Ấn Độ và Bangladesh. Phần đông nam của cao nguyên Tây Tạng dễ xảy ra động đất vì nó nằm trên đường đứt gãy địa chất nơi các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á Âu va vào nhau. Trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 dọc theo vành đai phía đông của cao nguyên Tây Tạng đã làm ít nhất 87.000 người thiệt mạng, thu hút sự chú ý của quốc tế về hiện tượng địa chấn do hồ chứa RTS gây ra. Một số nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã rút ra mối liên hệ giữa trận động đất và đập Zipping-Pu của Tứ Xuyên, được đưa vào sử dụng 2 năm trước đó gần một đứt gãy địa chấn. Họ cho rằng trọng lượng của hàng trăm triệu mét khối nước chứa trong hồ chứa của đập có thể đã gây ra RTS hoặc ứng suất kiến tạo nghiêm trọng. Nhưng ngay cả khi không có động đất, siêu đập mới có thể là mối đe dọa đối với các cộng đồng ở hạ lưu nếu những cơn mưa xối xả gây ra lũ quét ở Great Bend của sông Grammat Pilcha. Chỉ 2 năm trước, khoảng 400 triệu người Trung Quốc đã gặp nguy hiểm sau trận lũ lụt kỷ lục gây nguy hiểm cho đập Tam Hiệp. Chỉ 2 tháng sau khi được Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2021, Bắc Kinh tuyên bố đã lập được kỳ tích hoàn thành đường cao tốc xuyên qua hẻm núi sâu nhất thế giới. Đường cao tốc đó kết thúc rất gần biên giới Ấn Độ. Tháng sau, Bắc Kinh tuyên bố khai trương tuyến đường sắt mới từ Lhasa đến Chi, một căn cứ quân sự tiền tuyến cách biên giới Ấn Độ chưa đầy 16 km. Cơ sở hạ tầng mới cho thấy Trung Quốc có thể đã bắt đầu xây nền đập sau khi mở đường sắt và đường cao tốc. Sông Grammat Pilcha là một trong những con sông không có đập cuối cùng trên thế giới cho đến khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng một loạt các đập cỡ trung trên các đoạn thượng nguồn từ hẻm núi nổi tiếng. Theo ông Rama Chalani, giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi và là cựu cố vấn của Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ, với việc xây dựng đập hiện đang di chuyển đến gần các khu vực biên giới, Trung Quốc sẽ có thể tận dụng các dòng chảy xuyên biên giới trong quan hệ với đối thủ Ấn Độ. Nhưng gánh nặng tàn phá môi trường mà siêu dự án có khả năng gây ra sẽ do Bangladesh gánh chịu ở đoạn cuối của dòng sông. Tuy nhiên, thiệt hại về môi trường có thể sẽ lan rộng ra khắp Tây Tạng, một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời bù đắp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.